Ở đây các anh xem, đây là cái ổ đạn bơm cát ha các anh. Đó, ổ đạn bơm cát, cái mu ly kéo máy, mu ly xịn, gảnh sâu rồi chạy ôm dây. Cái ổ đạn này là được làm 3 cái bạc đạn Nhật luôn ha. Và đạn có mã số là 32308, 3 cái bạc đạn, lỗ cốt 40, hoành ngoài là 90. Cốt láp được cẳng inox luôn. Và đây bọn bơm ống ga cho máy cỡ máy 3, máy động cơ 3 máy. Ống ga là ống 60. Đó, ốc xiết đồ. Đây bọn bơm, ốc xiết đồ bằng inox hết ha. Ở đây cái ống hút vào là 90, ống thép mà cam dày, bắt inox. Ở đây là cái ống mồi bằng cái có cái quan inox luôn, chất lượng ghê ha. Đó, ổ đạn. Rồi, vậy bắt tháp nền. Đây khách hàng gần xa có thể đặt làm cái bơm cát như thế này, mình về mình tháp vào cái nền máy của mình ha. Các anh xem mà thấy có chất lượng mà có nhu cầu đặt thì liên hệ số điện thoại ngay trên màn hình nha. Rồi, đây thì các anh xem cách thức gáp từng chi tiết lại nha. Dạ em xin chào các anh đang xem video ạ. Ở đây thì các anh xem chú Út thợ làm cái gáp cái bơm cát nha các anh. Ở đây thì có một khách ở Tây Ninh đó. Khách ở Tây Ninh đặt hàng làm cái bơm cát đây. Rồi hôm nay làm xong rồi, hoàn thành rồi. Thì gáp vào rồi có quay video lại cho khách xem nha. Đây là mình làm xong rồi sơn luôn nha các anh. Sơn á cho nó không có bị xét ha. Rồi, gáp. Đây thì bạc đạn. Cái ổ đạn này có mấy cái bạc đạn vậy cha? Ba cái bạc đạn hả? Rồi bạc đạn này kích thước nhiều. Cái đầu lỗ 40, ngoài 90. Số à. Bạc đạn này bạc đạn Nhật ha, bạc đạn sa băng Nhật. Số là 32308. Đó. Ở lỗ trong thì 40, hoành ngoài là 90. Đó, bạc đạn thì 3 cái. Đó, đây. Gắp vô luôn ha. Mới và đạn Nhật hết. Ổ đạn này làm cái dàn chân sắt dày hết đó các anh. Đó, hàng nhìn thấy đường hàng liền rồi ha. Rồi, cái ống ổ đạn này khá dày luôn á, cái ống này nó dày. Cái ống này nó dày cỡ một phần mấy rồi, tiện lại nè, tiện lại nó cũng còn cỡ dày cỡ 10 ly á. Rồi, vừa nêm luôn. Đó, lăn bạc đạn nó vừa thông nè. Đó, vừa thông gì ha. Đó, ok. Rồi, cho bò vô. Canh. Rồi, đây là cái khúc ống canh, khúc không canh, khúc ống dày hết biết luôn ha. Đó, khúc này dày cỡ mấy ly á? Đó, dày cỡ 6 ly luôn. Dày khoảng cỡ 15 cm á. Rồi. Đây, đây tới cây cốt. Cây cốt này cây lắp máy tiện lợi nha. Lắp nó tiện hoàn thành rồi nó 40. Lấy cái lắp to mấy kìa? Lắp 45. Lắp 45 tiện lại cái cun bạc đạn 40. Đó, tiện hai đầu găng. Cái thân này cẳng inox. Cái thân đó thì cẳng inox. Từ đây bên đây là lắp thường.
tán. À, tán xiết. Đó, tán xiết. Tiện kiểu công thức vậy nè. Rồi. Tán này tiện có cái lợi sâu vô trong á, nó xiết đặng âm vô trong á, chỗ này thì nó chà cái phốt. Cái phốt nó sẽ chà lên. Đó, cái phốt nó sẽ chà lên. Rồi, đây là tới giai đoạn đóng cái phốt vào. À, đóng phốt chặn mỡ bò nhớ không cho xì ra. Rồi ok, đóng phốt bằng mặt rồi, dặn con ốc xiết tán vào. Tán ngược. À, lý do gì mà làm tán găng ngược cha? Bơm trái, bơm trái. Bơm trái ha, bơm trái xài găng ngược nó mới chạy, nó mới xiết vô. À. Quá, wow, con tán chỗ này bóng ghê luôn á, tiện siêu bóng luôn á. Rồi, thuốc lau vết để vào. Rồi, ok. Muli này hoành tròn nhiêu cha? Lắp tắc 8. Tắc 8 ha, 2 gảnh. Muli loại xịn nha, Muli này là cũng loại xịn, thiết kế là nó dày đặc luôn. Muli 190.000 một cái á. Găng cái rãnh nó sâu, cái rãnh nó sâu nó sẽ ôm dây, và dây chạy á, là nó không có như rãnh nó sâu á, rồi nó không có bị tung dây á, nó ôm dây lắm. Nó đội mỡ bò nó không dẻ, mới lấy lên mới được. Lấy lên đi. Lấy lên là chùi nó một cái. Không xuống nổi đâu. Không vô đâu. Đã cái ống á. Rồi gắp cho liền luôn chứ. Còn con ốc gì nữa không? Không. Không có ốc gì xiết sao? Có. Xiết ốc luôn, dặn ốc vô luôn. À, đây là con ốc xiết cái muli nè. À, cũng găng ngược luôn. Wow, ốc xiết có miếng lông đền hàng vô thấy liền lạc đã ha. Rồi cái thằng này á cho mài giống con tán để làm gì cho? Này em kìm. Kìm. Mình gắp mình kìm. À, mình để cái mỏ lết vào á, mình kìm không cho nó bị xây. Rồi, ok, tiếp theo rồi gắp tới cái dàn bơm. Đó, đây là cái ổ đạn với cái bọng bơm cát, thì nó là kêu bằng cái nền bơm cát thì nó vậy đó hết á. Nó có bao nhiêu chi tiết, bao nhiêu phụ kiện, nó ổ đạn với mu ly với cây cốt, rồi với cái bọng bơm, rồi với cái cổ ống nước ga và nước vô, rồi xong nhiêu đó hả. Rồi và tiếp theo thì ở đây đóng cái phốt vào ha. Đó, đây có cái phốt nữa, là hai phốt hai đầu. Rồi cho mỡ bò vô cho nó bôi trơn luôn.
Rồi ok, ngon lành. Đây chú Út ổng làm thợ đó các anh. Ở xóm này ai cũng nói ông kỹ hết trơn á, ông làm gáp đồ chỉnh chu kỹ lưỡng lắm. Đây làm ở đây thì ổng xưởng hàng tiện mà. Đó, xưởng hàng tiện có máy cắt rồi máy tiện rồi ha, sắt thép đồ. Đó, làm dàn lắp máy đồ ha, làm lắp máy đồ bơm nước ruộng đồ á. Rồi, xiết ốc vào. Bên đây nè. Rồi vô. Tiện cái lợi là nó vừa khít luôn à. Chứ mình gáp cảm thấy nó nặng nặng vậy chứ nó im. Chứ mà gáp mà nó lỏng á, là xài lâu ngày nó càng lỏng thêm, nó không có cái độ im. Như chính xác nó không có. Cái có cái độ chính xác á, thì nó mới cứng chắc. Gáp nó vừa khít luôn vậy đó. Phần cốt nằm bên trong ha. Gấp 4 ốc, ốc chìa khóa 17, ốc inox luôn, chơi đồ xịn hết rồi. Quạt đây, rồi đây cái cánh quạt nè. Đó, cánh quạt cho quay cho mọi người xem. Đây là cái phốt, cái phốt này chặn phốt trà hả? Phốt trà. Rồi tiện găng, rồi chất dày ha, cái mặt gam hai bên dày ha, 12 ly. Đó, đây thì bằng nhíp xe xài nó sẽ bền, nó chậm mòn. Đó, nhíp xe cánh quạt mấy mấy cánh ra? 5 cánh ha. Rồi quanh tròn này nhiêu? Quanh tròn bơm nhỏ có 1 tấc 7 à. Quanh tròn 1 tấc 7. Nếu mà máy lớn bơm lớn thì quanh tròn làm lớn hơn, kích cỡ tùy theo máy. Đây cái bơm này chạy kéo cái máy mấy ra? Máy ba ha. Máy ba cái bít tông mấy? Tông bên khách kia mình không biết là bao nhiêu. Người khách ta không có cung cấp. Rồi đó, vừa khít luôn á, vừa khít vừa niêm khít luôn ha, hở tí xíu thôi à, lăn thông gì luôn nè. Wow, đã quá ha. Đó, gấp ba cái mặt đạn, hai cái phốt, ổ đạn khá là dài nó có cái lượng mạnh cứng nha các anh. Rồi làm ngắn nó không có cái cảm giác thấy nó không có lực bằng, dài nó sẽ lực hơn. Đây có miếng gòn ha, rồi tới cái bọng bơm đó, vừa niêm luôn. Rồi ok, rồi gáp hình như đây ốc xiết đó. Mấy con ốc này cũng xịn lắm á nha. Đây tiện nè, đây sắt hay nóc cha, hay nóc ha, hay nóc được tiện nè, để con tán vô đây hàng cái đầu cái gì
Đó, mình dặn về phá mình chịu thôi bên đây kìa. Wow, tán dày dặn ghê các anh. Chất lượng ha. Đó, inox mà. Găng tiện không? Đó, chất lượng ghê luôn. Để lên đi rồi hạ sọt vô từng con ship lại cái. Rồi, miếng ngon nữa. Rồi, ok. Đó. Rồi. Đấy, con trên này gá con trên cho nó vô cái đi. Nó siết lại cái. Đấy, nung vô con trên thôi. Gáp đầu khít khao ghê luôn các anh. Còn gáp mà nhẹ nhàng mà lỏng á, cái đó là xài nó hao mòn rồi đó nha. Vừa nêm luôn. Để vô xiết ha. Đó. À, con tán thì nó có hai mặt nha các anh. Một mặt này được dạt thẳng nha. Rồi một mặt này là nó bầu là để nằm ở ngoài, mặt thẳng là vô cho nó dựa mặt bằng ha. Lỗ khích á, lỗ khích á là rất là khích luôn, một bên nửa ly. À, nhét cái thước mỏng vô không lọt luôn. Quá khích ha. Cái đầu này nó gáp vô nó cũng liền khích luôn. Vừa khích luôn. Như làm cho nó vừa khích hở ít gì nó sẽ lên nước mạnh hơn sao nha. Cũng như nó không bị nước, nó không có bị xáy, nó giữ lại nó vô ra hết trơn. À, vô nhiều ra hết nhiều. Mà mình làm khích cũng không có kẹt bọc hay gác gì nữa ha. Khích xa, à. Nó đi đường xa nó tắt cái đường xa nó không có bị hồi lại. Rồi đâu. Đó, như vậy thành hình cái bơm ha các anh. Đây cái bơm cát ha. Đó, bơm cát rồi gắn hàng tháp vô cái nền đầu máy nữa, thành máy bơm cát rồi. Đó, anh xem mà có nhu cầu làm bơm cát hay dàn nền gì ở đây, chú Út cha Thắng Phạm có nhận làm như vậy nha các anh. Đó, như khách đồ có tin tưởng đặt hàng qua mạng thì sẽ làm. Chắc chắn sẽ làm. Đó, làm cũng sẽ tranh thủ làm sớm cho khách hàng. Đó, đây chú Út làm rất là kỹ lưỡng nha các anh. Ở xóm này những khách hàng mà có đặt làm á, ai ta cũng nói ông kỹ lưỡng hết ha. Đó. Anh xem mà có nhu cầu mà đặt cái dàn bơm cát thì liên hệ với số điện thoại ngay trên màn hình nha các anh. Số 0939556378 gặp chú Út để mình đặt làm ha. Đó, rồi. Rồi dây xiết được rồi đó. Gõ cái con ốc qua. Rồi lắm. Rồi ok. Rồi tiếp theo ra gáp cái ống hút lên. Gá cái ống hút lên nha. Rồi tới gáp cái ống ga luôn. Gáp cái ống ga đi. Đó, đây là cái ống siết làm chuyện con tán rồi dặn vô cái bọng bơm mà bằng gan ha các anh. Đó, gân nó vậy đó. Rồi. Lỗ nè. Đây dòm vô cái chánh quạt ở bên trong. Đó.
vọng bơm. Vọng bơm nhỏ lớn tùy theo sức máy nha các. Tay nhỏ thì cho máy nhỏ mà lớn thì sẽ cho máy lớn ha. Rồi, đó. Đó, để siết cái vọng bơm ha. Đây nó sẽ có miếng gòn đó nha. À, để mấy miếng gòn vào. Đó, đây gáp làm mẫu cho các anh xem tham khảo. Ống này ống ga 60, ga 60 máy nhỏ. Nếu mà máy lớn thì ống ga 90 hoặc 114. Cái này mình có thể điều chỉnh được nè, điều chỉnh hướng được nè, muốn hướng nào cũng được ha. Đó, thuận luôn. Rồi, cái gì đi. Rồi, đây đây cái ống hút vào có miếng gòn luôn ha. Miếng gòn để nó không có xì nước. Đó. Ống hút vào thì 90. Đó, ống hút vào 90. Ống dày ghê hết á. Cái này dày gần cả 6 ly á. À, mặt gam nè, mặt gam dày có 10 ly, ống inox luôn. À, ống này ống thép mà. Cái ống này để làm gì cho? Mồi. Ống mồi ha, ống mồi nước. Đó, mồi. Rồi tháp cái ống găng vô hoặc là nhặn nhặn cái ống trực tiếp vào luôn, bóp cổ về lại, ống mồi mà. Rồi, vậy sắp hoàn thành rồi, xiết nữa là xong. Đây là cái bơm cát này các anh. Đó, dàn bơm cát này các anh có thể đặt làm giống như vậy. Rồi gửi ship giao đến tặng nhà. Đó, rồi mình nhận hàng rồi mình về mình tháp vào cái nền của mình ha. Nền tự chế sao cũng được. Đó, rồi đây là cái nền bơm cát. Rồi xong, ok, ngon lành. Đây nè. Rồi, đó, qua này nóc vô luôn ha. Ồ, có qua anh mở xiết đồ đá ra. Đó, đi nóc rồi. Rồi, nóc hết chất lượng ghê rồi. Rồi, có ống găng luôn mà. Đó, rồi nhận ống vô đây thôi. Đó, ngon lành, đẹp quá. Rồi các anh xem mà tham khảo mà có nhu cầu đặt làm bơm thì liên hệ số điện thoại ngay trên màn hình nha các anh. Đó, đây xưởng tiện, hay địa chỉ ở Trung Thạnh, Cờ Đỏ, Cần Thơ nha.